Hướng dẫn lắp đặt ghế dặm chỉ lắc Rode. Chi tiết bộ phận: thân ghế, đệm lót, đệm da, thanh nối chân ghế, phần chân ghế trên, bàn ăn, giỏ đựng đồ, đai an toàn 5 điểm, phần chân ghế dưới, ốc vít, miếng chống trượt, bánh xe. Đầu tiên, lắp phần chân ghế dưới vào thanh nối chân ghế. Lắp phần chân ghế trên vào thân ghế. Kết nối hai phần vừa lắp lại với nhau. Lắp đệm da và đệm lót. Lắp đai an toàn 5 điểm. Lắp miếng chống trượt vào bàn ăn. Lắp cả hai vào ghế. Lắp 4 bánh xe. Cuối cùng, lắp giỏ đồ. Là hoàn thành việc lắp đặt ghế ăn dặm chỉ lắc Rode. Hướng dẫn sử dụng ghế. Điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng. Điều chỉnh chiều cao ghế ngồi. Điều chỉnh gác chân. Điều chỉnh độ rộng bàn ăn. Điều chỉnh đai an toàn 5 điểm. Điều chỉnh khóa bánh xe. Gấp gọn ghế ăn dặm. Chúc bé yêu có những bữa ăn thật ngon miệng và mẹ thảnh thơi hơn sau mỗi bữa ăn của con. Gelux dành trọn tình thương cho bé.